Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, thì hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2020, thì là toàn dân đã thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được hôm nay nữa là 13 ngày. Thì còn 2 ngày nữa thì chúng ta đã hoàn thành 15 ngày cách ly toàn xã hội theo chỉ thị. Thì mình đó thì hôm nay thì mình cũng chỉ ở nhà và bán bông trang online và làm việc tại nhà. Thì sáng nay cũng vậy, mình đóng thùng theo cái đơn hàng của một anh, gồm 5 cây bông trang, 2 cây trang màu trắng, 2 cây trang màu trắng phía bên này, và 3 cây bông trang màu vàng lá xoắn, là 3 cây này. Vậy mình mới vô bầu được 2 cây và đang tiến hành vô cây thứ 3. Vô bầu như thế này để giữ lại đất cho cây khỏe và nhẹ được kg khi mà cân nặng để gửi xuống bưu điện để ship đi cho khách. Dạo gần đây thì cái bông trang màu trắng này rất là hút nha các bạn. Khách đặt mua rất là nhiều. Có thể là khách mua để làm thuốc. Với lại trưng có màu trắng để phong thủy hoặc như thế nào đó thì mình không rành. Nhưng mà màu trắng bán cũng rất là hút nha các bạn. Còn đây là 3 cây màu vàng lá xoắn. 3 cây màu vàng lá xoắn này, đặc điểm của bông như thế nào mà mọi người lại thích mua là tại vì cái màu vàng của nó tươi các bạn, màu vàng như màu vàng nghệ vậy đó. Ở lá thì xoắn, nhìn lạ hơn so với trang Thái, cho nên khách hàng đặt mua cũng khá là nhiều. Đây, màu trắng của cái bông trang, cái bông màu trắng nè, người ta làm thuốc, mua về để làm thuốc. Có một số nhà chùa đặt mua thì mình cũng để giá hữu nghị, rồi mình để free ship, để một phần để cúng dường, một phần bán rẻ cho quý nhà chùa. Cây này thì có một bông ra hoa, còn phía bên đây còn nụ. Phía bên cây trắng này còn nụ nè các bạn. Cây trắng này một cốt nha các bạn. Rồi, bỏ vô vào một cây này nữa là xong. Xong rồi mình sẽ đóng thùng và bỏ cái bill vào cho khách và đem xuống gửi bưu điện. Đó, quy trình mình đóng thùng những cái kiện hàng cây gửi đi là như thế. Rồi, mình bỏ cây vô nha các bạn. Rồi, cây rất ok. Đó, các bạn xem mình bỏ vô thùng rất là ok. Thì á, mình mua thùng về để vô cây gửi cho khách á các bạn. Thì vô tình bị mấy em chuột á. Em cũng thích mấy cái mút này cho nên em ăn nè. Nhưng mà chút đỉnh gì không sao. Rồi mình dám ăn keo. Nhiều khi cái lỗ chuột cắn như thế này nên là nó thông hơi để cho cây. Như vậy thì mình khỏi khỏi khoét lỗ, tại vì khi mà đóng thùng xốp này mình đều khỏi khoét lỗ để
cho cây nó thông hơi để không có bị khô cây, chết cây. Rồi, thế là mình đã đóng xong cái thùng như thế này rồi, mình để cái đơn hàng vào và mình đem xuống bưu điện. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video mình ship 5 cái cây này cho khách ở Hậu Giang. Mình kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có một ngày đầu tuần làm việc thật là vui vẻ. Và không quên cái tinh thần là cách ly toàn xã hội phòng chống Covid. Chỉ còn 2 ngày nữa là xong. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo của mình về những cây bông trang. Bye bye các bạn.